Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình hướng dẫn tự ôn thi ACC của tự ôn thi.com Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ đi giải thích về chuẩn mực IAS số 36 Suy giảm giá trị của tài sản Impairment of Assets Thì đây là một cái video dành cho các bạn đang ôn thi môn FR và môn SBR nha Và trong video này thì mình sẽ lần lượt đi trả lời 5 cái câu hỏi sau Câu hỏi thứ nhất đó là à, tại sao lại cần có một cái chuẩn mực về suy giảm giá trị của tài sản câu hỏi thứ hai đó là cái chuẩn mực này nó là về suy giảm giá trị của tài sản vậy cái khoản mục tài sản nào thì sẽ phải áp dụng theo cái quy định tại cái chuẩn mực này hay là tất cả các khoản mục tài sản đều phải áp dụng cái câu hỏi thứ ba đó là đâu là cái nguyên tắc cốt lõi mà chi phối toàn bộ cái nội dung của cái chuẩn mực IS 36 câu hỏi thứ tư đó là cái cách áp dụng cái nguyên tắc cốt lõi trong cái chuẩn mực IS36 mà chúng ta đề cập đến ở câu hỏi thứ ba Và cái câu hỏi cuối cùng đó là cái tình huống liên quan đến cái chuẩn mực IS36 trong đề thi FR và SBR thì sẽ như thế nào? Cách xử lý ra sao? Vậy à, đầu tiên thì tại sao lại là năm câu hỏi này mà không phải là năm câu hỏi khác? Thì câu trả lời của mình rất là đơn giản thôi Bởi vì, vì cái việc mà chúng ta đặt câu hỏi Thì nó sẽ giúp chúng ta học một cách chủ động đúng không ạ Và cái việc đặt đúng câu hỏi Nó rất là quan trọng Nó sẽ giúp chúng ta hiểu được cái bản chất vấn đề Một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất Và đây là năm cái câu hỏi mà theo mình thì là những cái câu hỏi quan trọng nhất khi mà học về cái chuẩn mực này Còn nếu như các bạn có cái câu hỏi khác Thì các bạn có thể để lại ở phần bình luận và mình sẽ trả lời Tất nhiên là nếu như mà mình biết thôi không ra dài dòng nữa và bây giờ thì mình sẽ đi sang cái phần đầu tiên. Cái câu hỏi đầu tiên đó là tại sao chúng ta lại cần có một cái chuẩn mực về suy giảm giá trị của tài sản? Thì ở Việt Nam chúng ta không có chuẩn mực tương ứng cho chuẩn mực này. Lý do thì theo mình là vì cái khả năng cái nhu cầu của cái thị trường của chúng ta cũng như là cái trình độ định giá của chúng ta nó chưa đến mức để có thể áp dụng được một cái chuẩn mực như này. Chính vì vậy nên là chưa có. Còn mấy năm nữa khi mà Việt Nam áp dụng IFRS thì chắc là hy vọng mọi chuyện sẽ thay đổi thôi. Quay trở lại với câu hỏi của chúng ta thì tại sao lại cần có một cái chuẩn mực về suy giảm giá trị của tài sản? Thì để mà trả lời câu hỏi này thì các bạn hãy nhớ lại các cái nguyên tắc kế toán cơ bản. Một cái nguyên tắc đầu tiên mà mình nghĩ là tất cả các bạn đều đã quen thuộc đó là nguyên tắc giá gốc đúng không ạ? Mà theo cái nguyên tắc này thì yêu cầu tất cả các cái tài sản sẽ phải được ghi nhận ban đầu theo giá gốc hay còn gọi là nguyên giá đó ạ nhưng mà bên cạnh đó thì chúng ta cũng có cái nguyên tắc thận trọng mà theo đó thì chúng ta không được đánh giá cao hơn cái giá trị của các cái tài sản các cái khoản thu nhập thận trọng mà chính vì vậy nên với các cái khoản mục tài sản ấy thì chúng ta sẽ ghi nhận ban đầu theo giá gốc nhưng sau đó thì sẽ cần phải xem xét xem là cái tài sản mình đã ghi nhận ban đầu theo cái giá gốc đó cái giá trị thực tế của nó mà được xác định bằng cái giá trị có thể thu hồi được đấy, thì có bị thay đổi hay không? Nếu như mà thay đổi theo cái hướng tích cực thì không nói làm gì nhưng mà nếu thay đổi theo hướng tiêu cực thì uh, tức là cái giá trị có thể thu hồi được nó bị giảm xuống thấp hơn cái nguyên giá ghi nhận ban đầu thì khi đó theo cái nguyên tắc thận trọng thì chúng ta sẽ cần phải ghi nhận một cái khoản lỗ cho cái sự suy giảm trong giá trị này và để mà đảm bảo cái việc ở ghi nhận cái khoản lỗ này nó không trở thành một cái công cụ để các cái doanh nghiệp nó điều chỉnh lợi nhuận đấy thì người ta ban hành ra cái quy định về cái cách thức ghi nhận chi tiết lúc đầu thì cái cách ghi nhận cái khoản lỗ này thì nó được quy định vào trong từng cái chuẩn mực liên quan kiểu như là cái cách ghi nhận khoản lỗ liên quan đến PPE thì sẽ là được để trong IS số 16 nhưng mà rồi thì do tính phức tạp của cái việc ghi nhận các khoản lỗ này nó đòi hỏi phải có các cái hướng dẫn cụ thể chi tiết hơn chính vì vậy nên là IS 36 nó ra đời <laughs> Thực ra cái câu trả lời này là mình tự chế thôi nhưng mà dù sao thì bởi vì nó không có một cái văn bản nào giải thích cái lý do là tại sao lại có một cái chuẩn mực IS số 36 trong khi cái vấn đề này theo mình là rất quan trọng vậy nên mình đã tự lý giải như vậy cần các bạn tạm chấp nhận chúng ta sang cái câu hỏi thứ hai câu hỏi tiếp theo đó là cái khoản mục tài sản nào thì sẽ thuộc cái phạm vi phải áp dụng của IS số 36 hay là những cái tài sản nào thì không cần áp dụng chuẩn mực này và khi không áp dụng chuẩn mực này thì áp dụng chuẩn mực nào thì câu trả lời cũng rất là đơn giản bởi vì IS 36 nó là cái quy định về cái sự suy giảm giá trị của tài sản Vậy nên những cái khoản mục nào là tài sản thì đều có thể sẽ thuộc cái phạm vi áp dụng của cái chuẩn mực này đúng không ạ? Tuy nhiên sẽ có những cái tài sản đặc thù nó sẽ không áp dụng cái quy định tại cái chuẩn mực IS 36 Lý do là vì chuẩn mực riêng của các cái khoản mục tài sản này thì nó đã có quy định tương ứng rồi Thì các cái khoản mục mà không cần áp dụng theo quy định tại IS 36 mà chúng ta có thể kể đến như sau Thứ nhất đó là khoản mục hàng tồn kho không áp dụng theo IS 36 mà áp dụng theo cái chuẩn mực của riêng nó tức là IS số 2 về hàng tồn kho. Khoản mục thứ hai là tài sản đối thu nhập hoãn lại sẽ áp dụng theo cái quy định tại IS số 12. Thứ ba là cái tài sản phát sinh từ các khoản lợi ích cho nhân viên. Tài sản này sẽ áp dụng theo cái quy định tại cái chuẩn mực IS số 19. Một khoản mục tài sản nữa đó là tài sản tài chính cũng không áp dụng theo IS số 36 mà áp dụng theo IFRS số 9 về công cụ tài chính. Tất nhiên là phải là các cái tài sản tài chính mà được phân loại là áp dụng theo cái chuẩn mực IFRS số 9 nhé thì mới thì cái phần suy giảm giá trị của nó cũng sẽ theo quy định tại cái chuẩn mực này. Còn các cái tài sản tài chính mà không thuộc cái phạm vi là áp dụng quy định tại IFRS số 9 thì tất nhiên cái phần suy giảm giá trị của nó cũng sẽ không áp dụng theo rồi. Còn một tài sản nữa đó là các cái bất động sản đầu tư được đo lường theo giá trị hợp lý thì sẽ được áp dụng cái suy giảm giá trị theo cái chuẩn mực AS số 40 về bất động sản đầu tư. Một loại nữa cũng rất là hay gặp đó là cái tài sản cố định nhưng mà được phân loại là nắm giữ để bán hoặc là để thanh lý thì sẽ áp dụng theo cái quy định tại AS số 5. Thì tại sao chúng ta phải ghi nhớ đối với các khoản mục tài sản không áp dụng theo ISO 36 này bởi vì ở các cái câu hỏi trong đề thi người ta hoàn toàn có thể đưa ra các cái tình huống liên quan đến việc suy giảm giá trị của tài sản tuy nhiên lúc đấy chúng ta không phải cứ thấy suy giảm giá trị của tài sản mà chúng ta pha ngay luôn là trích dẫn theo ISO 36 đúng nhé mà phải xem là nếu như mà tài sản đó nó thuộc các cái khoản mục tài sản như mình vừa đề cập thì khi đó chúng ta sẽ phải trích dẫn đến tham chiếu đến cái chuẩn mực của riêng nó chứ lúc đấy mà chúng ta tham chiếu đến ISO 36 là người chấm người ta sẽ đánh giá ngay là chúng ta kiểu chả hiểu cái gì ấy. Tất nhiên sẽ còn là một vài khoản mục tài sản nữa cũng không áp dụng theo quy định IS số 36 tuy nhiên theo mình thì những khoản mục đó chúng ta cũng ít gặp trong cái phạm vi đề thi chính vì vậy nên là mình không có đề cập ở đây các bạn có thể tham khảo thẳng trong cái chuẩn mực số 36 nếu cần ừ, vừa rồi thì mình có đề cập đến một loạt các khoản mục tài sản không phải áp dụng theo số 36 vậy thì đâu là các cái khoản mục tài sản phải áp dụng theo ISO 36 mà chúng ta thường gặp thì mình có lược qua một loạt trong đề thi thì sẽ có các cái khoản mục tài sản sau mà cái sự suy giảm giá trị của nó sẽ phải áp dụng theo IAS 36 thứ nhất đó là PPE thứ hai đó là các cái tài sản vô hình thứ ba đó là các cái khoản đầu tư vào công ty con công ty liên doanh liên kết thì sang đến cái câu hỏi thứ năm liên quan đến các cái tình huống trong đề thi thì mình sẽ quay trở lại với các cái khoản mục này còn bây giờ thì chúng ta cứ tạm biết thế đã bây giờ chúng ta hãy sang câu hỏi thứ ba đó là Vậy đâu là cái nguyên tắc cốt lõi mà chi phối toàn bộ nội dung của cái chuẩn mực ISO 36 thì cái chuẩn mực này nó chỉ có một cái nguyên tắc cốt lõi duy nhất thôi, rất là rõ ràng đơn giản và nó chính là cái nội dung mà mình đã đề cập đến ở đầu video. Đó là khi mà cái giá trị của một tài sản ấy nó lớn hơn cái giá trị thực tế, tức là cái giá trị có thể thu hồi của nó thì khi đó cái tài sản này sẽ bị coi là đã bị suy giảm giá trị. Và do đó, cái giá trị của cái tài sản này nó sẽ cần phải ghi giảm tương ứng với cái giá trị đã bị suy giảm đúng không ạ? Và cái giá trị của cái khoản suy giảm này thì sẽ được ghi nhận ngay vào trong báo cáo tài chính trong kỳ khi mà phát sinh. Thì tất cả các cái nội dung của cái chuẩn mực AS36 nó sẽ chỉ xoay quanh hay nói chính xác là nó sẽ đi làm rõ và hướng dẫn cái cách để áp dụng cái nguyên tắc cốt lõi này mà thôi. Vậy nên các bạn nếu như có một điều gì đó để nhớ về cái AS36 thì hãy nhớ cái nguyên tắc này nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ sang cái câu hỏi thứ tư đó là cái cách để áp dụng cái nguyên tắc cốt lõi mà chúng ta vừa mới đề cập sẽ có ba cái khía cạnh mà chúng ta cần phải lưu ý khi mà áp dụng cái nguyên tắc cốt lõi chúng ta vừa mới đề cập thứ nhất đó là uh, cách nhận diện một cái tài sản có thể bị suy giảm giá trị hay nói cách khác là làm thế nào để biết khi mà một cái khoản suy giảm giá trị tài sản phát sinh cần phải ghi nhận cái khía cạnh thứ hai đó là cái cách để xác định cái giá trị của cái khoản suy giảm giá trị tài sản cần phải ghi nhận và thứ ba đó là cái cách để ghi nhận cái khoản suy giảm giá trị mà chúng ta đã xác định được vào trong báo cáo tài chính sau đây thì mình sẽ đi giải thích về ba cái khía cạnh này đầu tiên đó là cái cách để nhận diện xem một tài sản có bị suy giảm giá trị hay không thì theo quy định tại IS36 cuối mỗi cái kỳ báo cáo công ty sẽ phải đánh giá xem là liệu có cái dấu hiệu về việc có tài sản bị suy giảm giá trị hay không và nếu mà tài sản nào có dấu hiệu bị suy giảm giá trị thì khi đó công ty sẽ phải thực hiện gọi là cái kiểm tra suy giảm giá trị impairment test cho cái tài sản đó tuy nhiên sẽ có hai cái trường hợp đặc biệt mà công ty sẽ luôn phải thực hiện cái kiểm tra suy giảm giá trị hàng năm bất kể là có cái dấu hiệu gì về việc tài sản bị suy giảm giá trị hay không đó là hai cái trường hợp thứ nhất là đối với cái tài sản cố định vô hình mà có cái thời gian sử dụng không xác định hoặc là cái tài sản vô hình mà chưa sẵn sàng để sử dụng trường hợp thứ hai đó là cái lợi thế thương mại phát sinh từ hợp nhất kinh doanh thì với hai cái trường hợp này bất kể là có dấu hiệu việc tài sản bị suy giảm giá trị hay không thì công ty vẫn phải thực hiện cái kiểm tra suy giảm giá trị hàng năm nhé lý do tại sao phải như vậy thì chuẩn mực nó sẽ không có giải thích nhưng mà theo như mình lý giải thì mình nghĩ là bởi vì cái việc mà xác định cái giá trị có thể thu hồi hay là giá trị có thể thực hiện được của các cái tài sản này nó sẽ liên quan đến hay là nó sẽ có cái mức độ gọi là không chắc chắn lớn hơn các cái khoản mục tài sản thông thường dẫn đến là bắt buộc phải thực hiện cái đánh giá suy giảm giá trị quay trở lại với cái ý đầu tiên của chúng ta tức là cuối mỗi kỳ báo cáo công ty sẽ phải đánh giá xem là có cái dấu hiệu về việc tài sản bị suy giảm giá trị không đó thì đâu sẽ là dấu hiệu về việc tài sản bị suy giảm giá trị các bạn lưu ý phần này nhá vì tình huống đề thi rất là dễ dàng là người ta sẽ đưa ra cái tình huống yêu cầu chúng ta phải xác định xem là cái dấu hiệu này có phải là cái dấu hiệu suy giảm giá trị của tài sản hay không đúng không ạ thì cái chuột mực bắt sau nó có hướng dẫn về một số cái dấu hiệu về việc tài sản bị suy giảm giá trị đầu tiên đó là các cái dấu hiệu phát sinh từ cái nguồn thông tin nội bộ bên trong doanh nghiệp. Mà cái ví dụ dễ thấy nhất đó là cái bằng chứng về cái sự lạc hậu hay là bị hư hại vật lý của các cái tài sản. Ví dụ như một cái dây chuyền công nghệ lúc công ty mua thì là đời 3.0 thì sau một năm người ta ra đến đời 5.0 rồi thì rõ ràng là sẽ có cái rủi ro là cái tài sản đó bị suy giảm cái giá trị có thể thu hồi của nó đúng không? Bởi vì ra cái đời mới ra thì bao giờ cái đời cũ nó cũng sẽ bị lạc hậu ấy hoặc là tài sản bị hư hại trong quá trình sử dụng dẫn đến là sẽ phát sinh chi phí sửa chữa hoặc là không thể nào mà sử dụng như bình thường được nữa thì rõ ràng đấy cũng là cái dấu hiệu của việc suy giảm giá trị hoặc là các cái dấu hiệu chúng ta có thể nhìn thấy trên cái báo cáo nội bộ của doanh nghiệp rằng là cái hoạt động hay là cái vận hành kinh tế của tài sản thì là nó bị tệ hơn cái mức kỳ vọng ban đầu ví dụ như lúc đầu là công ty ước tính cái dòng tiền phát sinh để vận hành hoặc là cái duy trì một cái tài sản chỉ là một triệu đô một năm thôi nhưng bây giờ thực tế cái năm đầu tiên này phát sinh ra những là hai triệu đô một năm cơ để vận hành cái dây chuyền sản xuất mất hai triệu đô một năm thay vì là một triệu đô thì rõ ràng là đấy là một cái dấu hiệu đúng không hoặc là từ cái báo cáo nội bộ của doanh nghiệp chúng ta cũng có thể thấy được cái thông tin về việc là cái lợi nhuận hay là cái dòng tuyền thuần thực tế mà có thể tạo ra được từ việc sử dụng tài sản này thì nó không tốt được như dự toán ban đầu chẳng hạn như lúc đầu tính là dùng cái máy này dùng cái dây chuyền này sản xuất ra được 1 triệu sản phẩm một năm dẫn đến thu được số tiền là 10 tỷ, 20 tỷ nhưng mà bây giờ thực tế thu được thì chỉ là 5 tỷ thôi thì rõ ràng như thế là thể hiện cái lợi ích kinh tế mà tài sản này nó mang lại không được như kỳ vọng và đó là một cái dấu hiệu về việc tài sản bị suy giảm giá trị hoặc là cũng trong cái thông tin nội bộ này cũng có thể có các dấu hiệu khác như kiểu là tài sản mua về lúc đầu thì định sử dụng để sản xuất cái này cái này nhưng mà sau đó lại uh, cái hoạt động sản xuất lại bị thay đổi dẫn đến là cái tài sản mua về lại để không không sử dụng thì khi đó cũng cần phải xem lại cái giá trị có thể thu hồi của tài sản này thì đấy là các cái thông tin từ cái nguồn thông tin nội bộ thế còn từ cái nguồn thông tin bên ngoài thì sẽ có các cái kiểu dấu hiệu như nào thì chẳng hạn như là có những cái thay đổi đáng kể gây cái ảnh hưởng không mong muốn đến công ty đã phát sinh trong kỳ kế toán hoặc là trong tương lai gần ví dụ như là cái sự thay đổi trong công nghệ khiến cho các cái sản phẩm hoặc là cái dây chuyển sản xuất của công ty bây giờ nó không còn phù hợp với thị trường nữa hay nói ngay như cái dịch ở covid của chúng ta bây giờ đúng không? Bây giờ những cái doanh nghiệp mà sở hữu bất động sản để cho thuê văn phòng chẳng hạn thì bây giờ sẽ phải đánh giá xem là với cái tình hình dịch bệnh như bây giờ cái nhu cầu đi thuê của khách hàng người ta rất là giảm cái giá cho thuê chắc chắn là giảm thậm chí không tìm được khách thuê vậy thì cái giá trị có thể thu hồi được của cái văn phòng này nó sẽ bị ảnh hưởng như nào bị thay đổi như nào có bị suy giảm giá trị hay không thì những cái dấu hiệu đó doanh nghiệp đều phải xem xét hết thì đó là cái khía cạnh thứ nhất nhé bây giờ chúng ta sang cái khía cạnh thứ hai đó là cái cách để xác định giá trị bị suy giảm của tài sản mà chúng ta cần phải ghi nhận thì cái cách xác định rất là đơn giản thôi cái giá trị của tài sản bị suy giảm sẽ được xác định bằng cái giá trị ghi sổ của tài sản đó mà trừ đi cái giá trị có thể thu hồi được của tài sản ở đây chúng ta thấy xuất hiện cái thuật ngữ là giá trị có thể thu hồi được của tài sản thực ra nó chính là cái giá trị thực tế của tài sản đó chúng ta hiểu đơn giản là như vậy vậy làm thế nào để xác định được cái giá trị có thể thu hồi của tài sản thì cái giá trị có thể thu hồi của tài sản nó sẽ là cái giá trị lớn hơn giữa hai cái giá trị thứ nhất là giá trị công ty sẽ thu được từ việc sử dụng tài sản và thứ hai là giá trị công ty có thể thu được khi thanh lý tài sản tức là khi bán tài sản đối với cái giá trị mà công ty thu được khi bán tài sản thì nó rất là đơn giản nó sẽ được xác định bằng cái giá trị hợp lý của cái khoản thanh toán nhận được khi bán tài sản trừ đi các cái chi phí của cái việc thanh lý tài sản nhưng mà với cái giá trị thu được khi mà sử dụng tài sản thì cái cách xác định của nó sẽ phức tạp hơn một chút cái giá trị công ty có thể thu được từ việc sử dụng tài sản thì nó sẽ được xác định bằng được đo lường bằng cái giá trị hợp lý của cái dòng tiền trong tương lai ước tính mà tài sản tạo ra. Như vậy thì ta có thể thấy rằng là để mà xác định được cái giá trị thu được từ việc sử dụng tài sản thì chúng ta sẽ phải liên quan đến cái kỹ thuật chiết khấu dòng tiền đúng không ạ? Bạn nào mà đã học môn F9 rồi, môn quản lý tài chính rồi thì sẽ không xa lạ với cái kỹ thuật chiết khấu dòng tiền này. Đại loại mình giải thích một chút đó là cái giá trị của dòng tiền trong tương lai thì nó sẽ khác với giá trị hiện tại của dòng tiền đấy chính là lý do tại sao chúng ta nói là dòng tiền có cái giá trị thời gian và bởi vì cái sự khác nhau đó nên là khi mà ghi nhận ở thời điểm hiện tại thì chúng ta phải quy đổi các cái giá trị của dòng tiền từ tương lai về hiện tại và quy đổi như nào là bằng cách chúng ta chiết khấu cái dòng tiền trong tương lai về hiện tại và chiết khấu như nào thì chúng ta sẽ sử dụng một cái tỷ lệ chiết khấu để chiết khấu dòng tiền từ tương lai về hiện tại với môn báo cáo tài chính này thì thông thường để bà sẽ cho luôn chúng ta cái thông tin về cái tỷ lệ chiết khấu đó để chúng ta sử dụng nên là cũng không có gì phải lo lắng cả cái vấn đề cần lo lắng ở đây đó là việc chúng ta xác định cái dòng tiền để mà chiết khấu về hiện tại đúng không ạ vậy thì cái dòng tiền như nào thì sẽ được bao gồm vào trong cái việc xác định cái giá trị thu được khi sử dụng của tài sản theo quy định tại cái đoạn 39 của chuẩn mực 36 thì các cái dòng tiền được bao gồm khi tính toán cái giá trị khi sử dụng của tài sản bao gồm cái dự toán về dòng tiền thu được từ sử dụng tài sản và cái dòng tiền chi ra cần thiết phát sinh để mà thu được cái dòng tiền vào. Cái dòng tiền bao gồm trong tính toán nó cũng sẽ bao gồm cả cái phần dòng tiền thuần để mà thanh lý tài sản khi hết thời hạn sử dụng nữa. Và cái thời hạn để xác định dòng tiền thì thông thường được xác định tối đa là 5 năm bởi vì là nếu mà vượt quá cái khoảng thời gian 5 năm đó thì sợ rằng cái thông tin dự toán của chúng ta nó không được chính xác đúng không ạ? Nó không đủ đáng tin cậy. Vậy cái dòng tiền nào thì sẽ không được bao gồm trong cái việc tính toán này thì cái dòng tiền mà chúng ta sẽ không đưa vào khi mà xác định giá trị thu được khi sử dụng tài sản đó là cái dòng tiền ra mà liên quan đến cái nghĩa vụ công ty đã ghi nhận là nợ phải trả trong kỳ để tránh bị ghi nhận hai lần đúng không ạ? cái dòng tiền phát sinh từ cái ảnh hưởng của cái việc tái cấu trúc trong tương lai mà công ty chưa cam kết thực hiện thì cũng sẽ không được cho vào cái dòng tiền từ hoạt động tài chính và các khoản thu hoặc khoản thanh toán thuế thu nhập cũng sẽ không được đưa vào bởi vì ở đây chúng ta đang xem xét cái dòng tiền phát sinh liên quan đến cái hoạt động của cái tài sản đó đúng không ạ chính vì vậy cho nên chúng ta sẽ không bao gồm cái dòng tiền từ hoạt động tài chính hay thuế ở đây như vậy chúng ta thấy rằng là để mà xác định được cái giá trị thu được từ việc sử dụng tài sản thì chúng ta sẽ phải xác định được cái dòng tiền liên quan đến cái tài sản đó đúng không ạ? Vậy trong cái trường hợp mà không thể xác định được cái dòng tiền liên quan đến tài sản thì do vậy chúng ta sẽ không xác định được cái giá trị thu được khi sử dụng và do vậy cũng sẽ không xác định được cái giá trị có thể thu hồi của tài sản đúng không ạ? Vậy ở trong trường hợp đó thì chúng ta làm như thế nào? thì cái câu trả lời đây đó là khi mà không thể xác định được cái giá trị có thể thu hồi của tài sản thì chúng ta sẽ đi xác định cái giá trị có thể thu hồi của nhóm tài sản tạo ra tiền chúng ta viết tắt là cgu thì cái cgu này nó được định nghĩa là nhóm tài sản có thể xác định được nhỏ nhất mà tạo ra dòng tiền vào độc lập với dòng tiền vào do các tài sản hoặc nhóm tài sản khác tạo ra một cái đại diện cái ví dụ của cái trường hợp không thể xác định được cái giá trị có thể thu hồi của tài sản cách riêng biệt đó là lợi thế thương mại đúng không ạ cái lợi thế thương mại này chúng ta không thể xác định được cái dòng tiền riêng biệt do nó tạo ra chính vì vậy khi mà tính toán cái giá trị có thể thu hồi của lợi thế thương mại thì chúng ta sẽ phải tính toán cái giá trị có thể thu hồi được của cái nhóm tài sản cái cgu mà nó thuộc về sau đó thì chúng ta mới thực hiện là phân bổ cho từng cái khoản mục tài sản trong cái cgu đó theo cái nguyên tắc mà chuẩn mực hướng dẫn thật ra thì cái việc tính toán liên quan đến cgu này nó sẽ khá là phức tạp vậy nên là tạm thời bây giờ chúng ta sẽ dừng cái vấn đề này ở đây chúng ta sẽ quay trở lại với cái cách xác định cái giá trị có thể thu hồi được của CGU cũng như việc phân bổ trong các khoản mục tài sản trong đó ở cái ví dụ liên quan đến lợi thế thương mại mà chúng ta xem xét ở cái phần sau của video này. Còn bây giờ thì chúng ta hãy chuyển sang cái khía cạnh thứ ba chúng ta cần phải cân nhắc khi chúng ta áp dụng cái nguyên tắc cốt lõi của chuẩn mực bắt 6 đó là cái cách để ghi nhận cái suy giảm giá trị của tài sản vào trong một cái tài chính thì ngay ở cái phần đầu của video mình đã nói rồi là cái khoản lỗ do suy giảm giá trị của tài sản thì sẽ cần phải ghi nhận ngay vào báo cáo tài chính trong kỳ mà nó phát sinh. Vậy ghi nhận vào đâu thì trong cái trường hợp mà suy giảm giá trị của các cái tài sản mà được hạch toán ghi nhận theo giá gốc ấy thì cái suy giảm giá trị của tài sản đó cũng sẽ được ghi nhận vào lãi lỗ trong kỳ. Còn nếu như là các cái tài sản mà được ghi nhận theo cái chính sách là đánh giá lại thì khi đó cái suy giảm giá trị của tài sản này sẽ được xử lý theo như kiểu là một cái khoản giảm do đánh giá lại giá trị tài sản ví dụ là một cái máy móc thiết bị được hạch toán theo cái phương pháp là đánh giá lại theo cái quy định tại chuẩn mực của IS 16 được chưa ạ thì cái kỳ đầu tiên thì cái giá trị của cái tài sản này được đánh giá tăng là 60.000 đô thì khi đó cái khoản 60.000 đô này chúng ta sẽ ghi tăng cái tài khoản thẳng dư do đánh giá lại tài sản và đồng thời ghi nhận vào OCI đúng không ạ? Vậy thì đến kỳ sau khi mà tài sản này nó được uh, xác định là bị suy giảm giá trị 100.000 đô thì khi đó cái 60.000 đô mà đã ghi nhận vào OCI bây giờ chúng ta sẽ ghi giảm còn lại 40.000 thì mới ghi vào trong lãi lỗ trong kỳ. Được chưa ạ? Có một cái câu hỏi liên quan đặt ra ở đây đó là sau khi mà đã ghi nhận cái khoản suy giảm giá trị này rồi thì có phải là cái giá trị ghi sổ của tài sản nó sẽ bị giảm đi đúng không ạ? Vậy thì cái khấu hao hay là cái hao mòn của tài sản sau đó thì sẽ được tính toán và ghi nhận như thế nào? Thì theo cái quy định tại đoạn 63 trong cái chuẩn mực 36 thì sau khi mà ghi nhận cái khoản suy giảm giá trị thì khấu hao hoặc là hao mòn của tài sản sẽ được tính dựa trên cái giá trị còn lại sau điều chỉnh trừ đi các cái chi phí thanh lý nếu có và phân bổ cho cái thời gian sử dụng hữu ích còn lại của tài sản. Ví dụ như là một cái tài sản có cái giá trị còn lại trước khi điều chỉnh là 120 triệu đô. Sau đó thì bị điều chỉnh giảm đi 20 triệu đô do suy giảm giá trị. Vậy thì cái giá trị còn lại mới sẽ là 100 triệu đô đúng không ạ? Giả sử chi phí thanh lý không có hay là bằng không đi. Thì như vậy cái chi phí khấu hao nó sẽ được xác định bằng cái giá trị còn lại mới tức là 100 triệu này mà chia cho cái thời gian sử dụng hữu ích còn lại của tài sản. Ví dụ là 10 năm thì tính ra sẽ là 10 triệu một năm Được chưa? Cũng rất là đơn giản thôi Một cái nội dung nữa mà chúng ta cần phải lưu ý Ở cái khía cạnh là cái cách ghi nhận Cái khoản suy giảm giá trị đó là Sau khi mà đã ghi nhận cái khoản suy giảm giá trị Cho tài sản rồi nhưng mà sau đó Thì cái tài sản này Ví dụ như một hai năm sau nó lại có cái giá trị Có thể thu hồi lớn hơn Cái giá trị ghi sổ thì sao? Tức là lúc trước vì là cái tài sản có giá trị khi sổ lớn hơn giá trị có thể thu hồi cho nên phải ghi nhận cái khoản suy giảm giá trị Nhưng mà bây giờ ở sau ví dụ như một hai năm sau cái tài sản này nó lại có cái giá trị có thể thu hồi lớn hơn giá trị khi sổ của tài sản Thì xử lý như nào đối với cái suy giảm giá trị đã ghi nhận Thì trường hợp đầu tiên nếu như cái tài sản này nó là lợi thế thương mại Thì chúng ta sẽ không phản ánh gì, không điều chỉnh gì với cái khoản suy giảm giá trị đã ghi nhận Được chưa ạ? Còn nếu như không phải là lợi thế thương mại mà một cái loại tài sản một cái khoản một tài sản khác thì khi đó chúng ta lại chia hai trường hợp. Nếu như tài sản đó là cái tài sản mà được hạch toán ghi nhận theo nguyên giá theo giá gốc và tức là cái tài sản đó chưa được đánh giá lại ở các cái kỳ trước thì khi đó cái khoản suy giảm giá trị nó sẽ được hoàn nhập lại vào lãi lỗ trong kỳ. Còn nếu như cái tài sản này là cái tài sản được ghi nhận theo cái mô hình là đánh giá lại, tức là ở các cái kỳ trước nó đã được đánh giá lại rồi thì khi đó cái khoản suy giảm giá trị này nó sẽ được hòa nhập vào OCI và cái khoản thặng dư do đánh giá lại tài sản thì phải lưu ý ở đây một điểm đó là một cái khoản suy giảm giá trị đã ghi nhận ở các cái kỳ trước ngoại trừ lợi thế thương mại thì sẽ chỉ được hòa nhập khi và chỉ khi có cái sự thay đổi trong các cái ước tính được sử dụng để xác định cái giá trị có thể thuộc của tài sản được chưa ạ? Và khi đó thì cái giá trị ghi sổ của tài sản này sẽ được ghi tăng đến cái giá trị có thể thu hồi được của nó Như vậy là cái việc hoàn nhập khoản suy giảm giá trị này sẽ không được làm cho cái giá trị ghi sổ mới của tài sản Vượt quá cái giá trị ghi sổ của tài sản nếu như tài sản không bị suy giảm giá trị Nghe thì nó hơi làm có hiểu nhưng mà mình lấy một cái ví dụ thế này Ví dụ là một tòa nhà thì có cái giá trị còn lại là 140 triệu đô và được ước tính là có cái giá trị có thể thu hồi được tại thời điểm cuối năm X0 là 90 triệu đô thì cái giá nhà như vậy là có thể là bị suy giảm giá trị đi là 50 triệu đô đúng không ạ và đã được ghi nhận vào năm X0 luôn ghi nhận vào giá đỗ trong kỳ của năm X0 à, cái thời gian sử dụng hữu ích còn lại của tài sản này là 7 năm biết rằng là sau 2 năm thì cái giá bất động sản này tăng lại và cái giá trị thu hồi có thể thu hồi của tòa nhà tại thời điểm cuối năm X2 là 120 triệu đô. Yêu cầu đây là tính toán cái giá trị khoản suy giảm giá trị có thể hoàn nhập lại ở năm X2. Thì đầu tiên chúng ta phải xác định là cái giá trị có thể thu hồi của tòa nhà này tại thời điểm cuối năm X2 là 120 triệu đô đúng không ạ? Trong khi đó thì cái giá trị ghi sổ của tài sản nếu như mà nó không bị suy giảm giá trị tại cái thời điểm 31/12 năm X2 sẽ là 140 triệu đô mà trừ đi cái khấu hao cho 2 năm đúng không ạ? là trừ đi 2 nhân với cả 140 triệu đô chia cho 7 thì bằng là 100 triệu đô. Như vậy thì cái giá trị ghi sổ của cái tài sản này nó sẽ chỉ có thể được điều chỉnh tăng đến 100 triệu đô mà thôi, chứ không thể ghi nhận tăng lên đến 120 triệu đô được. Như vậy thì cái khoản suy giảm giá trị có thể hoàn nhập vào lãi lỗ trong kỳ của cái tài sản này, cái tòa nhà này sẽ là 100 triệu đô mà trừ đi cái giá trị có thể thu hồi của tài sản tại cái lần ghi nhận trước tức là tại thời điểm cuối năm X0 là 90 triệu đô bằng là 10 triệu đô và cái bút toán chúng ta ghi như nào thì rất là đơn giản là chúng ta ghi nhận nợ cái giá trị của tài sản và có cái tài khoản lãi lỗ trong kỳ bởi vì cái tài sản này chúng ta đang ghi nhận thẳng cái suy giảm giá trị của nó và lãi lỗ trong kỳ mà do vậy thì khi mà hoàn nhập chúng ta cũng phải ghi nhận vào lãi lỗ trong kỳ thì đó là các cái khía cạnh về việc ghi nhận kế toán đối với cái khoản suy giảm giá trị của tài sản Bây giờ chúng ta hãy sang cái câu hỏi thứ năm cũng là cái phần cuối cùng của video này Đó là các cái tình huống liên quan đến cái chuẩn mực 36 trong đề thi của môn FR và môn SBR thì uh, như mình đã nói rất là nhiều ở trong các cái video trước đó là cái sự khác biệt giữa đề thi của FR và SBR đó là FR thì thường yêu cầu tính toán trong khi SBR thì sẽ hỏi theo cái hình thức là yêu cầu giải thích cách xử lý kế toán đối với cái thông tin đưa ra trong tình huống đúng không ạ? Tuy nhiên là dù có sự khác nhau về cái cách thức đặt câu hỏi nhưng mà về cái bản chất nội dung của nó thì cả cái đề thi sr và SPR đối với cái chuẩn mực 36 này nó đều xoay quanh ba cái khoản mục tài sản. Thứ nhất là PPE, thứ hai là tài sản cố định vô hình và thứ ba là các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh liên kết. Thì trong video này mình sẽ đi giải thích ba tình huống liên quan đến ba cái khoản mục tài sản này để các bạn dễ hình dung tình huống đầu tiên đó là cái sự suy giảm giá trị của khoản mục PPE thì chúng ta hãy cùng xem một cái tình huống trong đề thi của môn SBR tình huống đưa ra như sau một công ty F thì có một cái xưởng sản xuất một cái cơ sở sản xuất thì bắt đầu có dấu hiệu là bị sụt lún kể từ tháng 1 của năm 2008 với cái tình huống như vậy thì chắc chắn rằng là công ty F này sẽ phải thực hiện một cái cuộc bảo trì đại tu lớn trong năm X9 để mà khắc phục cái tình trạng bị sụt lún này. Công ty thì có cái tham gia bảo hiểm nhưng mà không có khả năng là công ty sẽ được bảo hiểm cho cái khoản bị sụt lún này. Bởi vì nó ngoài cái phạm vi của đồng bảo hiểm. Cái giám đốc điều hành của công ty thì từ chối thuyết minh cái vấn đề này trên báo cáo tài chính của năm 30 tháng 6 năm X8. Cái vị giám đốc điều hành này thì không cho rằng là cái việc bị sụt lún là dấu hiệu của cái sự suy giảm giá trị. Và anh ta tranh luận rằng là công ty thì không cần phải thực hiện lập cái dự phòng cho cái chi phí để đại tu sửa chữa lại cái nhà xưởng này bởi vì là công ty không có cái nghĩa vụ pháp lý hay là cái nghĩa vụ hợp đồng để mà phải khắc phục sửa chữa cái nhà xưởng này biết rằng là công ty thì áp dụng cái mô hình cái chính sách đánh giá lại cho các cái khoản mục trong PPE và công ty thì có một cái số dư đối với cái khoản mục thặng dư do đánh giá lại tài sản trị giá là 10 triệu đô trên báo cáo tài chính cho cái năm kết thúc vào 30 tháng 6 2018 biết rằng là toàn bộ cái số dư 10 triệu đô này thì nó không liên quan đến cái nhà xưởng sản xuất mà đang bị sụt lún cái vị giám đốc điều hành này thì cho rằng là cái khoản thặng dư do đánh giá lại tài sản này có thể được sử dụng để bù trừ với cái khoản lỗ trong tương lai phát sinh từ cái việc ở sụt lún của nhà xưởng. Cái yêu cầu ở đây là lý giải cái chính sách kế toán phù hợp. Đây là một cái tình huống được 5 điểm, vì vậy nên là chúng ta tính ra trình bày như nào cho nó phù hợp với 5 điểm thôi. 5 điểm thì mỗi ý một điểm tính ra nên trình bày 5 ý cho cái tình huống này đầu tiên thì chúng ta phải khẳng định rằng là cái việc bị sụt lún ấy về mặt đây là cái về mặt vật lý có thể quan sát được đúng không? thì nó chính là một cái dấu hiệu suy giảm giá trị của cái tài sản này. đây là một cái dấu hiệu đến từ cái thông tin bên trong của doanh nghiệp như mình đề cập ở cái phần câu hỏi thứ ba đó. cái ý thứ hai chúng ta cần trình bày đó là bởi vì có cái dấu hiệu của suy giảm giá trị do vậy thì sẽ cần phải thực hiện cái kiểm tra suy giảm giá trị cho cái tài sản này đúng không ạ? Mà cái việc có kiểm tra suy giảm giá trị thì sẽ lại liên quan đến cái việc là xác định cái giá trị có thể thu hồi được của tài sản. Tức là lại phải đi xác định cái giá trị có thể thu được từ việc sử dụng tài sản. Đúng không ạ? Mà điều đó thì liên quan đến việc là phải xác định cái dòng tiền mà cái tài sản này có thể tạo ra. Nhưng mà trong cái trường hợp của chúng ta thì cái xưởng sản xuất thì cơ sở này nó lại bản thân nó thì sẽ không thể tạo ra dòng tiền một cách riêng biệt một cách độc lập hay nói cụ thể hay nói chính xác là chúng ta sẽ không thể đo lường được dòng tiền phát sinh từ cái nhà xưởng này một cách độc lập bởi vì bản thân mỗi cái nhà xưởng này thì nó sẽ không tạo ra dòng tiền mà nó cần phải có các cái hạng mục khác nhau như kiểu là máy móc các thứ được trang bị trong nhà xưởng nữa thì nó mới có thể tạo ra sản phẩm và tạo ra dòng tiền đúng không ạ? Chứ bản thân mỗi cái nhà xưởng thì nó không tạo ra dòng tiền Chính vì vậy chúng ta không thể đo lường cái dòng tiền từ cái nhà xưởng một cách độc lập Và do đó thì cần phải cân nhắc để lựa chọn một cái đơn vị tạo ra dòng tiền CGU phù hợp cho cái nhà xưởng này Sau đó thì công ty sẽ đi thực hiện để xem xét đánh giá cái giá trị có thể thu hồi của CGU thì cái giá trị có thể thu hồi của CGU nó sẽ được xác định là cái giá trị cao hơn giữa cái giá trị hợp lý thu được khi bán trừ đi cái chi phí khi thanh lý và cái giá trị sử dụng. Khi mà xác định cái giá trị hợp lý của cái tài sản này thì có thể tham khảo cái chuẩn mực FAS về cái giá trị hợp lý. Còn với cái giá trị sử dụng thì có thể sẽ được tính bằng cách ước tính cái giá trị hiện tại của các cái luồng tiền tạo ra từ cái CGU này, sau đó thì chiết khấu với cái lãi suất phù hợp để phản ánh cái rủi ro đối với doanh nghiệp. Mà trường hợp mà cái CGU này có cái giá trị ghi sổ Vượt quá cái giá trị có thể thu hồi được Thì khi đó là phát sinh cái suy giảm giá trị đúng không ạ Thì khi đó chúng ta sẽ thực hiện và Phân bổ cái suy giảm giá trị của CGU cho từng cái tài sản trong hạng mục Sau khi mà đọc cái giá trị tổn thất mà phân bổ cho cái sửa sản xuất này Thì khi đó chúng ta sẽ phải ghi nhận vào trong lãi lỗ trong kỳ Tức là cái bút toán là nợ chi phí có PPE Lý do là bởi vì là tuy công ty có cái khoản thặng dư do đánh giá lại tài sản là 10 triệu đô nhưng mà cái thặng dư này nó không hề liên quan cụ thể đến cái sửa sản xuất này mà nó lại liên quan các tài sản khác. Chính vì vậy nên là không thể nào mà ghi giảm vào trong cái thặng dư do đánh giá lại tài sản được. Cái ý thứ năm là cái ý cuối cùng trong cái tình huống này chúng ta nên trình bày đó là về cái ý kiến của Giám đốc điều hành cho rằng là không cần trích lập dự phòng cho cái chi si phí sửa chữa Cái nhà xưởng này dự tính phát sinh theo năm 2019 Thì cái ý kiến này hoàn toàn là hợp lý Bởi vì sao? Bởi vì theo quy định tại cái chuẩn mực AS số 37 về các khoản dự phòng đó Thì cái khoản, một trong các cái điều kiện để ghi nhận khoản dự phòng đó là Công ty phải có cái nghĩa vụ pháp lý hoặc là nghĩa vụ theo hợp đồng Để mà thanh toán cái khoản chi phí này nhưng mà trong tình huống của chúng ta thì đây là cái nhà xưởng của công ty nó bị sụt lún thì công ty không có nghĩa vụ pháp lý cũng không có nghĩa vụ trong hợp đồng nào để phải sửa chữa cái nhà xưởng đúng không ạ? Sửa chữa hay không là phụ thuộc vào ý kiến của công ty. Chính vì vậy nên là không đủ điều kiện để ghi nhận cái khoản dự phòng. Thì đó là cái tình huống thứ nhất liên quan đến cái sự suy giảm giá trị của PPE. Chúng ta hãy sang cái tình huống thứ hai liên quan đến cái suy giảm giá trị của tài sản cố định vô hình. Thì hãy đến với một cái tình huống trong đề thi của môn FR. Tình huống đưa ra như sau. Trên cái báo cáo tài chính dự thảo tại 31 tháng 3 năm X6 thì công ty D có một cái tài sản cố định vô hình là một cái bảng sáng chế có thời hạn còn lại là 10 năm. Nguyên giá là 7,5 triệu đô và hao mòn lũy kế là 3 triệu đô. Biết rằng là công ty chưa tính cái chi phí hao mòn cho năm X6 này trên báo cáo tài chính dự thảo và chi phí hao mòn khi mà ghi nhận thì sẽ được tính vào trong giá vốn trung kỳ biết rằng trong năm X6 thì cái thu nhập từ cái phí bản quyền liên quan đến cái bảng sáng chế này nó bị giảm đáng kể do đó thì các cái giám đốc họ lo lắng rằng là cái giá trị của cái bảng sáng chế này có thể bị suy giảm một cái nghiên cứu cuối năm mà công ty thực hiện đã kết luận rằng là cái giá trị hiện tại của cái dòng tiền thuần ước tính thu được dưới bằng sáng chế này tại thời điểm 31 tháng 3 năm X6 sẽ là 3,25 triệu đô. Tuy nhiên, công ty thì cũng đã nhận được một cái xác nhận từ đối tác rằng là công ty có thể bán ngay cái bằng sáng chế này tại cái thời điểm cuối năm X6 này với cái giá là 3,4 triệu đô. Thì cái yêu cầu ở đây đó là xác định cái cách ghi nhận kế toán đối với cái thông tin trong tình huống đưa ra. Thì đây là một cái tình huống tính toán cũng khá là đơn giản, rõ ràng Đầu tiên thì chúng ta phải xác định được rằng là Cái bằng sáng chế này nó là tài sản cố định vô hình và nó có cái giá trị hợp lý Tại thời điểm cuối năm tài chính 31 tháng 3 năm x6 là 3,4 triệu đô Ở đây thì không đề cập gì đến cái chi phí khi mà bán cái bằng sáng chế này đúng không ạ? Nên là coi như là bằng không trong khi cái giá trị có thể thu được từ việc sử dụng cái bằng sáng chế này tại thời điểm 31 tháng 3 năm X6 thì được ước tính là 3,25 triệu đô là cái giá trị hiện tại của dòng tiền thuần ước tính thu được từ cái việc sử dụng bằng sáng chế đó. Thì như vậy chúng ta sẽ xác định được cái giá trị có thể thu hồi của cái bằng sáng chế này tại thời điểm 31 tháng 3 năm X6 sẽ là cái giá trị cao hơn đúng không ạ? Sẽ là 3,4 triệu đô. Sở dĩ nó là cái giá trị cao hơn để chúng ta cứ hình dung như là đó, chi phí cơ hội ấy, nó sẽ là cái chi phí lớn nhất mà công ty bị mất đi khi mà thực hiện một lựa chọn đúng không ạ thì với cái giá trị có thể thu hồi này nó sẽ là cái giá trị lớn nhất mà công ty có thể thu được giữa hai cái lựa chọn một là bán hai là sử dụng tài sản trong khi đó thì cái giá trị ghi sổ của cái bảng sáng chế này tại thời điểm 31 tháng 3 năm x6 sẽ là cái nguyên giá của nó là 7,5 triệu đô mà trừ đi cái chi phí cái hao mòn lũy kế là 3 triệu đô và chúng ta phải trừ đi cả cái chi phí khấu hao, chi phí hao mòn chưa được tính của năm X6 đúng không ạ? Bằng cách lấy 7,5 triệu đô chia trong thời gian khấu hao còn lại là 10 năm thì tính ra được cái giá trị ghi sổ của cái bằng sáng chế này tại thời điểm cuối năm là 3,75 triệu đô. Thì như vậy ta sẽ tính ra được cái khoản suy giảm giá trị của cái bằng sáng chế này tại thời điểm cuối năm sẽ là 3.75 trừ đi 3.4 bằng 0.35 triệu đô. Thì như vậy cái bút toán chúng ta cần hạch toán ở đây sẽ là nợ chi phí và có cái giá trị của bằng sáng chế là 0.35 triệu đô. Thì đó là cái tình huống thứ hai, chúng ta hãy sang cái tình huống thứ ba là liên quan đến suy giảm giá trị của các cái khoản đầu tư vào công ty con hoặc công ty liên doanh liên kết. Tình huống đưa ra như sau. Công ty L thì mua 80% cổ phần của công ty C vào ngày mùng 1 tháng 7 năm 2004 x 4 và theo đó thì công ty C trở thành công ty con của công ty L. Biết rằng cái thông tin tính lợi thế thương mại phát sinh từ cái giao dịch hợp nhất kinh doanh này tại cái ngày mua như sau chúng ta sẽ có cái thông tin tính lợi thế thương mại theo hai cái trường hợp tức là khi mà cái lợi ích của cổ đông không kiểm soát được xác định theo cái phương pháp là giá trị hợp lý và khi mà giá trị lợi ích của cổ đông không kiểm soát được xác định theo phương pháp tỷ lệ sở hữu đầu tiên là theo cái phương pháp giá trị hợp lý thì khi đó ta có tổng cái khoản thanh toán mà công ty L phải bỏ ra là 90 triệu đô giá trị hợp lý của NCI tại cái ngày mua là 22 triệu đô Giá trị tài sản thuần của công ty C tại ngày mua là 88 triệu đô để như vậy lợi thế thương mại là 24 triệu đô. Còn theo cái phương pháp tỷ lệ sở hữu thì ta cũng có cái khoản thanh toán mà công ty L bỏ ra là 90 triệu đô. Còn cái tỷ lệ cái giá trị của NCI tính theo cái tỷ lệ sở hữu sẽ là 88 triệu đô mà nhân với cả 20% bằng 17,6 triệu đô. Giá trị tài sản thuần của công ty C tại ngày mua là 88 triệu đô thì như vậy lợi thế thương mại ghi nhận trên báo cáo tài chính hợp nhất sẽ là 19,6 triệu đô. Tùy vào cái phương pháp xác định NCI mà cái lợi thế thương mại nó sẽ có cái giá trị khác nhau thì bạn nào mà đã học đến cái chủ đề hợp nhất thì chắc đều hiểu cái phần này. Bạn nào mà chưa học về chủ đề hợp nhất thì các bạn có thể tạm dừng cái chủ đề này ở đây và quay sang học cái phần hợp nhất trước, sau đó thì chúng ta sẽ quay lại chủ đề này. Tiếp theo thì chúng ta có thông tin rằng là cái công ty C này thì không có cái chính sách là đánh giá lại các cái tài sản đã ghi nhận theo giá trị hợp lý. Và từ trước đến nay thì cũng chưa có cái tài sản nào mà bị suy giảm giá trị cả. Trong năm 20X8 thì công ty C có phát sinh lỗ trong cái năm tài chính này. Chính vì vậy nên là công ty L đã thực hiện là soát xét cái việc suy giảm giá trị của cái khoản đầu tư của công ty C. Biết rằng cái giá trị có thể thu hồi của tài sản thuần của công ty C ước tính là 100 triệu đô cái đánh giá này thì bao gồm một cái tòa nhà duy nhất của công ty sở công ty C sở hữu đã bị hư hại trong một cơn bão và bị suy giảm giá trị đến 4 triệu đô. Biết rằng cái giá trị ghi sổ của tài sản thuần của công ty C tại ngày 30 tháng 6 năm X8 bao gồm cả các cái điều chỉnh theo giá trị hợp lý phục vụ cho việc hợp nhất nhưng mà chưa bao gồm lợi thế thương mại sẽ là đầu tiên là đất đai và nhà cửa trị giá 60 triệu đô các cái tài sản PP khác là 15 triệu đô các cái tài sản cố định vô hình không bao gồm lợi thế thương mại sẽ là 9 triệu đô. Các cái tài sản ngắn hạn được xác định theo cái giá trị có thể thu hồi là 22 triệu đô. Tổng tài sản thuần như vậy tại 30 tháng 6 năm X8 sẽ là 106 triệu đô. Cái yêu cầu ở đây là thảo luận về cái cách tính toán và phân bổ cái khoản suy giảm giá trị của công ty C vào ngày 30 tháng 6 năm X8. Theo mình thì đây là một cái ví dụ rất là tốt bởi vì nó đã cho thấy được cái sự khác biệt của cái sự suy giảm giá trị của khoản đầu tư vào công ty con khi mà NCI được xác định theo hai cách khác nhau. Từ cái kiến thức về hợp nhất báo cáo tài chính, chúng ta đã biết rằng là trên cái báo cáo tài chính hợp nhất của công ty L ấy, thì nó sẽ thể hiện cái giá trị của các cái tài sản thuần của công ty C, đúng không ạ? Cùng với đó là cái lợi thế thương mại phát sinh từ hợp nhất kinh doanh. Vậy thì cái câu hỏi đặt ra ở đây là cái việc thực hiện xem xét suy giảm giá trị cho các cái khoản mục được bao gồm trên báo cáo tài chính hợp nhất này sẽ được thực hiện như thế nào? Khi mà từ góc độ công ty L thì các cái khoản mục tài sản này nó sẽ không được xem xét một cách riêng lẻ đúng không ạ? Bởi vì là toàn bộ các cái khoản mục này phối hợp với nhau thì mới tạo thành một cái khoản mục đầu tư tại công ty C của công ty L. Và khi mà xem xét cái dòng tiền tạo ra từ khoản đầu tư này thì công ty L sẽ xem xét tổng thể cái dòng tiền tạo ra của các khoản đầu tư này chứ không thể tách biệt đâu là dòng tiền do từng cái khoản mục tài sản này tạo ra đúng không ạ? Chính vì vậy nên là từ góc độ của công ty L thì toàn bộ các khoản mục tài sản này của công ty C bao gồm cả cái lợi thế thương mại phát sinh từ giao dịch hợp nhất kinh doanh nó sẽ tạo thành một cái đơn vị tạo ra dòng tiền tức là một cái CGU và do vậy thì cái việc xem xét suy giảm giá trị cho cái khoản đầu tư của công ty C này sẽ được xem xét theo cái đơn vị CGU này và cái CGU này nó sẽ bị suy giảm giá trị khi mà cái giá trị còn lại của các cái khoản mục tài sản của công ty C trên báo cáo tài chính hợp nhất lớn hơn cái giá trị có thể thu hồi của chúng đúng không ạ? tất nhiên là khi mà xác định cái giá trị còn lại của các khoản mục tài sản này thì chúng ta sẽ phải bao gồm cả cái phần giá trị của lợi thế thương mại đấy nhé sau đó thì chúng ta sẽ lấy cái tranh lệch giữa cái giá trị ghi sổ và cái giá trị có thể thu hồi của các khoản mục này thì chúng ta sẽ ra được cái khoản lỗ do suy giảm giá trị tài sản được chưa ạ thì sau khi mà đã xác định ra được cái khoản lỗ do suy giảm giá trị tài sản này thì cái vấn đề tiếp theo là phải xem là nó phân bổ cho từng cái khoản mục tài sản của cái cgu này như thế nào thì cái nguyên tắc phân bổ đã được quy định tại cái chuẩn mực số 36. Đầu tiên đó là cái suy giảm giá trị của cái CGU này sẽ được tính đầu tiên là ghi giảm vào cái giá trị của lợi thế thương mại. Sau đó nếu còn thì mới phân bổ cho các cái tài sản còn lại theo cái tỷ lệ dựa trên cái giá trị ghi sổ của chúng. Lưu ý rằng là sẽ không có cái tài sản nào được ghi giảm xuống dưới cái giá trị có thể thu hồi của nó nhé. Áp dụng vào trong tình huống của chúng ta thì chúng ta sẽ đi lập cái bảng tính để phân bổ cái khoản suy giảm giá trị cái khoản suy giảm giá trị của khoản đầu tư của công ty C cho hai cái trường hợp trường hợp thứ nhất là khi mà NCI được tính theo cái phương pháp giá trị hợp lý và thứ hai là khi mà NCI được tính theo cái tỷ lệ sở hữu sở dĩ chúng ta phải đi xem xét cho hai trường hợp này bởi vì cái lợi thế thương mại được xác định cho hai trường hợp này nó khác nhau dẫn đến cái việc chúng ta tính toán cũng như là ghi nhận cái suy giảm giá trị của tài sản nó cũng sẽ khác nhau cụ thể thì các bạn hãy theo dõi cái phần giải thích của mình sau đây Đầu tiên là đối với cái phần lợi thế thương mại được tính theo giá trị hợp lý nhé Thì ta sẽ có tổng cái khoản suy giảm giá trị của công ty C Sẽ được tính bằng cái giá trị tài sản thuần của công ty C Tại ngày 30 tháng 6 năm X8 là 106 triệu đô Cộng với cái lợi thế thương mại được tính theo cái phương pháp giá trị hợp lý là 24 triệu đô đúng không ạ sau đó chúng ta trừ đi cái giá trị có thể thu hồi được của các cái tài sản thuần của công ty C tại ngày 30 tháng 6 năm X8 là 100 triệu đô thì ta sẽ ra được tổng cái khoản suy giảm giá trị của công ty C sẽ là 30 triệu đô. Vậy thì thực hiện phân bổ cái 30 triệu đô này cho từng cái khoản mục tài sản trong cái CGU này như thế nào? Thì đầu tiên ta phải ghi nhận nó, ghi giảm vào lợi thế thương mại đúng không ạ? Lợi thế thương mại của chúng ta là 24 triệu đô. Đây là lợi thế thương mại của cả tập đoàn. Trong khi tổng cái suy giảm giá trị là 30 triệu đô như vậy Đầu tiên ta phải đi giảm vào lợi thế thương mại là 24 triệu đô đã Còn 6 triệu đô Thì trong cái 6 triệu đô này thì có cái khoản liên quan đến cái tòa nhà bị hư hại Đã được xác định riêng ra là bị suy giảm là 4 triệu đô Thì như vậy ta phải ghi giảm luôn vào cái giá trị còn lại của tòa nhà đại này đã Bởi vì nó đã được xác định độc lập rồi thì ta sẽ trừ thẳng vào nó là 4 triệu đô Cái phần còn lại ta mới phân bổ cho các cái mục tài sản còn lại thì cái phần còn lại ở đây là 6 triệu đô trừ 4 triệu đô còn 2 triệu đô đúng không ạ? 2 triệu đô này thì sẽ phân bổ cho cái phần các cái khoản mục PPE và tài sản cố định vô hình không bao gồm lợi thế thương mại. Bởi vì là cái phần tài sản hiện hành, tài sản ngắn hạn thì đã được xác định theo cái giá trị có thể thu hồi rồi nên không tính cái phần suy giảm giá trị nữa. Thì như vậy hai cái triệu đô này thì ta phân bổ như thế nào? Thì phân bổ theo cái tỷ lệ tính trên cái giá trị còn lại. Cái giá trị còn lại của cái khoản mục PPE khác là 15 triệu đô tài sản cố định vô hình là 9 triệu đô tổng là 24 triệu đô thì như vậy ta sẽ lấy 2 triệu đô nhân 15 triệu đô chia cho 24 ra là 1,25 triệu đô sẽ được phân bổ cho các cái khoản mục PP khác. Còn phần còn lại sẽ là cái suy giảm giá trị tính cho tài sản cố định vô hình tính ra được là 0,75 triệu đô. Thì chúng ta lấy cái giá trị ghi sổ ban đầu chúng ta trừ đi cái phần suy giảm giá trị thì ta sẽ ra cái phần giá trị ghi sổ cái giá trị còn lại sau khi điều chỉnh. Đúng không ạ? Đất và các cái tòa nhà thì sẽ là 56 triệu đô. Các khoản mục PP khác sẽ là 13.75 triệu đô. Tài sản cố định vô hình không bao gồm lợi thế thương mại sẽ là 8.25 triệu đô. Lợi thế thương mại là bằng 0. Các cái tài sản ngắn hạn sẽ là 22 triệu đô, như vậy tổng sẽ ra là 100 triệu đô theo đúng cái giá trị có thể thu hồi của tài sản mà công ty C đã được đánh giá. Như vậy trong 30 triệu đô mà ghi suy giảm giá trị này chúng ta sẽ ghi nhận vào trong cái báo cáo tài chính hợp nhất như thế nào? Thì bởi vì cái lợi thế thương mại ở đây là nó tính toàn bộ cho cả bao gồm phần công ty mẹ và NCI đúng không ạ? Do vậy cái phần suy giảm giá trị cũng sẽ được phân bổ đều cho cả công ty mẹ và NCI. Cụ thể thì trong 30 triệu đô này chúng ta sẽ ghi nhận vào lãi lỗ trong kỳ bởi vì là các cái tài sản này trước đó chưa được thực hiện đánh giá lại. Do vậy sẽ ghi nhận vào lãi lỗ trong kỳ. Còn nếu như mà trường hợp trước đó đã được ghi nhận đánh giá lại rồi thì chúng ta sẽ phải tính vào trong OCI trước đúng không ạ? Còn phần còn lại thì mới tính vào lãi lỗ thì trong trường hợp này của chúng ta 30 triệu đô sẽ được tính vào lãi lỗ trong kỳ, trong đó thì cái phần thuộc về công ty mẹ sẽ là tính theo tỷ lệ sở hữu. 30 triệu đô nhân với cả 80% là 24 triệu đô, phần còn lại là SCI là 6 triệu đô. Thì đấy là cái um, thi trường hợp thứ nhất nhé Còn cái trường hợp thứ hai là khi mà SCI được tính theo cái tỷ lệ sở hữu. Khi này thì bởi vì là cái lúc mà tỷ lệ thế thương mại SCI được đo lường theo tỷ lệ sở hữu của tài sản thuần. Do vậy cái lợi thế thương mại mà được tính ra và ghi nhận vào trên một cái tài chính hợp nhất đấy nó sẽ chỉ là cái phần lợi thế thương mại mà thuộc về công ty mẹ thôi. Nó sẽ không phân bổ cho NCI đúng không ạ? Trong khi đó cái lúc mà chúng ta tính cái khoản suy giảm giá trị cho cái CGU này là chúng ta tính cho tổng cả tập đoàn chứ không phải cho mỗi công ty mẹ. Chính vì vậy nên khi mà thực hiện tính toán cái suy giảm giá trị cho tập đoàn này chúng ta sẽ phải roll up cái lợi thế thương mại lên. Cụ thể thì là cái lợi thế thương mại mà tính cho công ty mẹ theo cái phương pháp thủy lệ sở hữu này là 19,6 triệu đô đúng không ạ? Thì ta sẽ gross up lên theo cái thủy lệ sở hữu Cụ thể ta lấy 19,6 triệu đô nhân với 100 chia cho 80 sẽ ra được tổng cái lợi thế thương mại sau gross up cho cả tập đoàn sẽ là 24,5 triệu đô Và cái phần tranh lệch giữa cái lợi thế thương mại sau gross up này với cả cái phần lợi thế thương mại ghi nhận trên báo cáo tài chính hợp nhất của công ty mẹ Là 4,9 triệu đô thì sẽ được gọi là lợi thế thương mại ước lượng tức là cái phần mà kiểu chúng ta ước lượng để tính cho NCI để chúng ta phục vụ về tính toán thôi chứ còn chúng ta không thực tế ghi nhận đó. Thì như vậy bây giờ ta sẽ có tổng cái giá trị ghi sổ của các khoản mục tài sản thuộc cái CGU này sẽ là bao gồm 106 triệu đô là các cái khoản mục mà thuộc tài sản thuần của công ty C rồi sau đó cộng với cả 24,5 triệu đô là cái phần tổng lợi thế thương mại sau gross up cho tập đoàn Ta sẽ ra được là 130,5 triệu đô là tổng cái giá trị ghi sổ nhé. Trong khi đó thì cái giá trị có thể thu hồi được của các cái tài sản thuần này do công ty C đánh giá đó sẽ chỉ còn là 100 triệu đô thôi. Thì như vậy tổng cái suy giảm giá trị cho tập đoàn của chúng ta ở đây phải là 30,5 triệu đô đúng không ạ? Thì như vậy các bạn đã thấy là nó sẽ có sự khác biệt so với cái trường hợp thứ nhất chưa? Nó tranh nhau. Ừ. Sau đó thì bây giờ với 30,5 triệu đô này thì cách chúng ta phân bổ cũng tương tự như cái trường hợp lúc trước thôi. Tức là đầu tiên chúng ta sẽ ghi giảm cho cái lợi thế thương mại bao gồm cái phần lợi thế thương mại cho công ty mẹ là 19,6 triệu đô là phải ghi giảm này sau đó là cái phần lợi thế thương mại chúng ta ước lượng cho NCI là 4,9 triệu đô này như vậy là chúng ta đã ghi giảm đi là 24,5 triệu đô thì còn lại là 6 triệu đô thì cũng ghi giảm 4 triệu đô vào cái phần tòa nhà bị hư hại sau đó còn 2 triệu đô thì cũng phân bổ cho các khoản mục PP khác và các cái tài sản cố định vô hình thì như vậy sau khi mà thực hiện tính giảm xong, phân bổ xong thì cái giá trị còn lại của các cái tài sản trong cái CGU này bây giờ sẽ là đối với các cái khoản mục đất đai nhà cửa là 56 triệu đô, IP khác là 13.75 triệu đô, tài sản cố định vô hình không bao gồm lợi thế thương mại 8.25 triệu đô và các cái tài sản ngắn hạn cũng là 2 triệu đô và tổng cũng là 100 triệu đô. Kết quả giá trị còn lại của các cái khoản mục tài sản sau khi mà ghi giảm giá trị thì không có gì khác biệt so với trường hợp đầu tiên chúng ta tính toán. Tuy nhiên cái sự khác biệt ở đây nó sẽ thể hiện ở cái phần cái cách ghi nhận cái khoản suy giảm giá trị vào trong cái báo cáo tài chính hợp nhất bởi vì là cái phần lợi thế thương mại ước lượng mà chúng ta tính cho NCI ấy chỉ là ước lượng thôi để thực hiện cái phục vụ cho việc tính toán thôi chứ nó không thực chất được ghi vào trong báo cáo tài chính hợp nhất đúng không ạ chính vì vậy nên cái số mà suy giảm giá trị thực tế ghi nhận vào báo cáo tài chính hợp nhất sẽ bao gồm 6 triệu đô là tính cho cái tòa nhà 4 triệu đô và 2 triệu đô tính cho các khoản mục PP và tài sản cố định vô hình đó ạ. Sau đó cộng với 19,6 triệu đô là tính cho cái lợi thế thương mại của công ty mẹ. Như vậy tổng là 25,6 triệu đô. Phần 4,9 triệu đô chúng ta không ghi nhận nhé. Bởi vì là lợi thế thương mại không ghi nhận thì cái phần suy giảm giá trị làm sao mà ghi nhận đúng không ạ? Thì trong cái 25,6 triệu đô này ta sẽ phải tính riêng ra cho công ty mẹ và NCI. Thì cái phần tính cho NCI thì sẽ chỉ phân bổ dựa trên cái khoản 6 triệu đô tính cho phần nhà cửa và PP khác cũng như tài sản cố định vô hình thôi. Lợi thế thương mại thì không tính, tức là lấy 6 triệu đô nhân 20% bằng 1,2 triệu đô. Còn phần của công ty mẹ sẽ là 80% của 6 triệu đô. Sau đó cộng với cả cái phần lợi thế thương mại uh, ghi giả là 19,6 triệu đô thì tính ra được là 24,4 triệu đô, được chưa ạ? Chỉ vậy, đó chính là cái sự khác biệt giữa hai cái cách xác định cái khoản suy giảm giá trị cho hai cái trường hợp là NCI được xác định theo hai phương pháp khác nhau. Chính vì có cái sự khác nhau như thế này cho nên là trong khi mà chúng ta làm bài chúng ta cần đọc kỹ cái tình huống đề bài xem là người ta yêu cầu mình tính NCI theo cái phương pháp nào để mà tính lợi thế thương mại cũng như là thực hiện tính toán và phân bổ cái khoản suy giảm giá trị được chưa Thì như vậy là mình cũng đã giải thích xong cái phần chuẩn mực IS số 36 về suy giảm giá trị của tài sản. Trong cái video tiếp theo cho môn FR và SBR có thể là mình sẽ quay lại đối với cái chủ đề là tài sản cố định. Thật ra theo cá nhân mình thấy thì cái chủ đề này nó không phải là quá phức tạp nhưng có lẽ là bởi vì nó bao gồm nhiều khoản mục như kiểu là PPE rồi là bất động sản đầu tư, tài sản cố định vô hình thì có thể là bởi vì nhiều cái khoản mục nhỏ cho nên là sẽ nhiều bạn cảm thấy là bị dối và bị lẫn cái quy định với nhau Chính vì vậy nên là trong cái video tiếp theo thì có thể là mình sẽ cố gắng tìm cách giải thích sao cho đơn giản dễ hiểu nhất để các bạn nắm được cái nội dung này Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé